Tập 39. Hay là bà cứ tiếp nhận lời đề nghị của tôi đi. Được, sau khi tôi có được khả năng rồi, đảm bảo sẽ không làm phiền Thái Hồng và Đỗ Phàm. Như vậy không phải là việc tốt sao? Tốt cái đầu của mày ấy. Trương Chính Dũng, tao nói cho mày nghe, chỉ cần việc con gái của tao thích làm, tao ngàn vạn lần sẽ ủng hộ nó. Thậm chí liệu cả cái mạng già này, tao cũng muốn ở bên cạnh nó. Mày chính là phiên bản của Trần Thế Mỹ. Mày đừng hòng có kết thúc tốt đẹp. Chị gái à, bữa sáng dinh dưỡng đây, mong ủng hộ. Bữa sáng dinh dưỡng đây, chị gái. Mong chị ủng hộ nhiều. Bữa sáng dinh dưỡng đây, mong ủng hộ nhiều. Bữa sáng dinh dưỡng, mong ủng hộ nhiều. Alo. Alo. Châu Châu à, em làm gì mà lâu như vậy mới nghe điện thoại vậy? Vẫn khỏe chứ? Em rất khỏe mà. Rất là khỏe. Lúc nãy anh nghe thấy một người có giọng nói rất giống là em. Giống em sao? Anh chắc chắn nghe nhầm rồi. Lúc nãy em mới ở Phi Quy Á mà bay tới bay lui, mà chết đi được. Em vừa mới nhận đơn hàng quảng cáo mới. Vì lần trước có ảnh hưởng tới em không? Sao mà ảnh hưởng được chứ? Em nổi tiếng như vậy mà. Lập tức tìm thấy người quản lý mới thôi. Bây giờ người tìm em quảng cáo xếp hàng dài đấy. Anh yên tâm đi. Lần trước em nói bắt anh chịu trách nhiệm với em, thật ra chỉ là nói đùa thôi. Anh đừng có tưởng thật nhé. Vậy thì tốt. Chúc mừng em nhé, tiểu công chúa quảng cáo. Nhưng mà bất luận thế nào em cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân, nếu không anh sẽ lo lắng đấy. Em nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân mà. Anh đừng lo. Em rất tốt, không sao đâu. Phải rồi. Em nhớ lúc trước em có đọc báo, trên đó có nói về việc sở hữu trí tuệ. Nhất thoáng ma tâm là do anh thiết kế. Anh nhất định phải lấy lại nó. Anh sẽ làm được thôi. Chỉ cần có Quách Thiết, còn có bà Nông Đông cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ lập nghiệp thành công. Em yên tâm đi, em ủng hộ anh như vậy, anh nhất định phải cố gắng rồi. Đến lúc anh kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ hoàn thành tất cả ước nguyện của mọi người, có được không? Được. Em nhất định đợi được tới ngày đó. Cô ngồi đây làm gì thế? Quản lý, không làm việc tốt, coi chừng trường lương của cô đấy. Tôi đi ngay. Xin lỗi, tôi lập tức đi ngay. Phong Tử à, bây giờ em không nói chuyện với anh nữa, đạo diễn Trường gọi em rồi. Chút nữa chúng ta nói chuyện, bye bye. Đến đây. Châu Châu, anh nhất định sẽ nghĩ cách không để cho em chịu khổ nữa. Alo, xin chào. Xin chào cậu Tư, tôi là thư ký giám đốc công ty Hùng Miêu. Muốn mời cậu lại công ty trao đổi một chút về bản quyền game Nhất Thoáng Ma Tâm. Không biết bây giờ cậu có rảnh không? Được, tôi đến ngay. Vậy tốt, tạm biệt. Trương Tổng, Từ Phong tới rồi. Xin chào. Trương Chính Dũng, sao lại là anh? Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi biết Nhất Thoáng Ma Tâm là tâm huyết của cậu, lại càng là ước mơ của cậu. Công ty Hùng Miêu ăn cắp bản quyền của cậu. Thân là anh rể của cậu nên mới nghĩ cách giúp cậu giành nó về. Tôi có cổ phần ở công ty Hùng Miêu. Thực ra đối với năng lực của cậu mà nói, hoàn toàn có thể quản lý được công ty game này. Anh có lòng tốt như vậy sao? À, quên nói với anh, bây giờ tôi đối với bản quyền của Nhất Thoáng Ma Tâm đã không còn quan tâm nữa. Tôi bây giờ có ý tưởng tốt hơn, vì vậy không phiền anh nữa. Tôi không cần anh giúp đỡ. Kẻ thức thời mới là người tài giỏi.
Tôi có thể làm cho ước mơ của cậu trở thành hiện thực. Bây giờ tôi đối với chị cậu đang tranh giành quyền giám hộ. Chỉ cần cậu có thể, Trương Chính Dũng, tôi là người không muốn chị tôi bị tổn thương nhất. Tôi không nói làm tổn thương chị cậu. Chỉ cần ở tòa án, cậu biết giữ im lặng, tôi sẽ đem bản quyền Nhất Thoáng Ba Tâm giao cho cậu. Không cần trả lời tôi gấp, cứ từ từ suy nghĩ. Thái Hồng, giữ vững tinh thần nhé. Hòa giải ngày mai, chúng ta nhất định sẽ thắng. Không cần vì mấy câu nói của Trương Chính Dũng mà bị gục ngã. Sao vậy? Em không có tâm trạng chạy nữa. Em rất lo lắng. Lần đó chúng ta chạy marathon, không phải em rất cố gắng chạy đến cuối cùng sao? Nếu bây giờ em không còn tự tin nữa, vậy em nhất định sẽ thua. Đúng. Em nhất định phải tự tin vào bản thân. Từ Thái Hồng, cố lên. Cố lên. Cố lên. Đây là bằng chứng về tài chính mà tôi cung cấp. Mong mọi người có thể từ đây mà nhìn thấy đương sự của tôi tuyệt đối có năng lực chu cấp cho đứa bé có một môi trường sinh sống tốt hơn và việc trị liệu càng được đảm bảo. Luật sư Lưu, đương sự của tôi sắp bước vào cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Giả lại vị hôn phu của cô ấy cũng đủ năng lực cung cấp cho cô ấy một cuộc sống vô tụng tốt. Theo tôi điều tra, đương sự của ông đang lâm vào một vụ án không có trách nhiệm trong kinh doanh. Không lâu nữa tài sản của anh ta cũng sẽ bị đóng băng. Cô có chứng cứ không? Đỗ Phàm, đem tài liệu con chuẩn bị ra đi. Mời xem qua. Luật sư Hàn là một luật sư nổi tiếng. Cô phải nên chứng thực xem báo cáo này có đáng tin không. Ở đây có một bản thỏa thuận nhận tội. Thư ký của đương sự tôi, cậu Johnny, đã thành khẩn nhận tất cả mọi sự việc đều là trách nhiệm và sơ suất của cậu ta. Đương sự tôi hoàn toàn không liên quan. Văn bản này cũng đã bắt đầu điều tra rồi. Trương Chính Dũng, anh xảo quyệt quá rồi. Anh dùng thư ký của anh để gánh tội. Luật sư của tôi đang ở đây, có thể tố anh tội phỉ báng. Đỗ Phàm, Thái Hồng, chắc không có gì để nói. Nếu như hôm nay hòa giải thất bại mà phải ra tòa, tôi chỉ có một phong thư. Tôi và Trương Chính Dũng là thanh mai trúc mã. Tôi vì anh ta trả giá mọi thứ được không hối hận. Tôi cho rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc cả cuộc đời này. Nhưng không ngờ kết hôn mới 2 ngày, anh ta đã có tình mới. Lúc đó tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ, nhưng tôi không thể gục ngã. Bởi vì chúng tôi đã có con, tôi phải sinh con ra và nuôi con trưởng thành. Tôi đặt tên con là Khả Lạc, hy vọng con mỗi ngày đều có thể vui vẻ. Sau khi sinh con ra, nhìn con, tôi cảm thấy mọi thứ sáng sủa hơn. Nhưng tôi dần dần phát hiện Khả Lạc không giống như đứa trẻ khác. Con dễ mắc bệnh, không thể uống sữa mẹ, dị ứng với phấn hoa. Con dị ứng với rất nhiều thứ. Tôi là một người mẹ không xứng đáng. Tôi không thể cho con một thân thể khỏe mạnh.
con nhìn tôi lo lắng, nó làm tôi cười. Mỗi ngày lúc con nhìn thấy tôi, rồi sẽ giang hai tay đồ tôi ôm nó. Con còn chưa gọi tôi một tiếng mẹ. Tôi cầu xin anh, đừng cướp con tôi đi. Tôi thật sự hy vọng có thể nhìn con lớn lên. Tôi hy vọng có thể nhìn con lớn lên, chờ ngày con có thể gọi tôi một tiếng mẹ ơi. Cảm động thật. Thật sự rất cảm động. Điều này nhắc nhở tôi, nếu như sau này cần phải làm ồn đến tòa án, tôi nhất định nói rõ với quan tòa, cô cố ý che đậy việc mang thai, làm tôi không thể xoay chuyển kịp thời mà phạm phải sai lầm. Tôi chỉ muốn làm trách nhiệm của một người cha, nhưng cô không cho tôi cơ hội đó. Trương Chính Dũng, Thái Hồng, ngồi xuống đi. Được rồi, Khả Lạc ở bên cạnh tôi, tuyệt đối không có chuyện gì. Tôi sẽ tìm một bảo mẫu tốt nhất chăm sóc nó. Tôi cũng sẽ dành ra thời gian để chăm sóc nó. Vậy nhưng gia cảnh của Thái Hồng thì vô cùng phức tạp. Vậy nên tôi có mời mẹ của Thái Hồng và em trai cô ta đến tham dự. Dì Vân à, Từ Phong, đối với vấn đề quyền giám hộ, mọi người có ý kiến không? Đối với vấn đề quyền giám hộ Khả Lạc, tôi thực sự có ý kiến. Đầu tiên, Trương Chính Dũng, anh chính là thứ cặn bã. Tôi nhất định sẽ không tiếp tục im lặng. Tôi cũng sẽ thề với quan tòa, anh Trương Chính Dũng tuyệt đối không thích hợp làm cha của Khả Lạc. Và tôi làm vị thành viên của gia đình, tôi nhất định giúp chị của tôi chăm sóc tốt cho Khả Lạc. Nghe rõ chưa? Muốn lợi dụng người nhà của tôi, họ sẽ không bị anh uy hiếp đâu, phải không mẹ? Mẹ cảm thấy Khả Lạc vẫn phù hợp sống với cha của nó hơn. Vì vậy mẹ ủng hộ Chính Dũng giành lấy quyền bảo hộ. Mẹ đang nói gì vậy? Dì Vân, có phải dì đang gặp khó khăn không? Dặn lần được dính bẫy của Trương Chính Dũng, bà nên nghĩ thật kỹ, nghĩ thật kỹ lại rồi hãy nói. Thật xin lỗi, xin mọi người đừng uy hiếp nhân chứng của tôi có được không? Ở đây có giấy chứng thực, trong đây viết rõ nguyên nhân các người không thích hợp để chăm sóc Khả Lạc. Mời nhân chứng ký tên vào đây. Mẹ à, mời bà Lý. Mẹ, mẹ à, đây thực ra chính là lời khai của nhân chứng khai đối với chúng tôi, rồi soạn ra một bản lời khai. Xem ra dì Đại Dân bị dọa đến không nói nên lời rồi. Hay là tôi thay dì đọc vậy, để cho các người chết từ tận trong tim. Thân là mẹ của Từ Thái Hồng, bà ngoại của Khả Lạc, dì ấy thực sự cảm thấy Khả Lạc và tôi sẽ có được cuộc sống tốt hơn.
Quyền giám hộ Khả Lạc toàn bộ do tôi đảm nhận, Thái Hồng mới chân chính có được hạnh phúc. Điểm này tôi vô cùng đồng ý. Em cảm thấy sao? Lý Đại Dân, Khả Lạc là cháu ngoại của bà mà, sao bà có thể làm như vậy chứ? Thái Hồng, mẹ biết con sẽ hận mẹ, nhưng mà con phải tin rằng mẹ thực sự vì hạnh phúc của con, muốn tốt cho con thôi. Mẹ à, nếu đã như vậy, tôi thấy việc bà giải lần này tạm dừng ở đây vậy. Có bản lời khai này, tôi tin là đã có hợp pháp luật, tòa án cũng sẽ nhanh đưa ra phán quyết. Chúng tôi xin cáo từ trước. Không có sao đâu. Thái Hồng, luật sư Lưu, anh làm tốt lắm. Cảm ơn anh giúp tôi thắng vụ kiện này. Dựa vào tình hình hiện giờ của anh, dù có sa tòa, chúng ta cũng thắng thật đẹp. Tốt. Trương Chính Dũng, trả Khả Lạc cho tôi. Trả Khả Lạc cho tôi. Sớm biết hôm nay lúc đầu được có làm, bây giờ biết hối hận rồi sao? Ai cho cô xuống xe? Khả Lạc, Khả Lạc, cẩn thận Khả Lạc. Khả Lạc à, cô ốm rồi sao? Từ Thái Hồng, tôi nói cho cô biết, quyền giám hộ Khả Lạc thuộc về tôi. Mang nó lên xe đi. Sau này Khả Lạc chỉ có ba, không có mẹ. Ba ngày ba mặt cũng bắt cóc trẻ kem sao? Khả Lạc à, nào để ba bế. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh Khả Lạc. Anh để tôi và Khả Lạc bên nhau một lát đi, có được không? Thái Hồng à, đưa Khả Lạc cho anh ta trước đi. Bây giờ chỉ hòa giải thất bại, cho dù có hợp pháp, chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua. Em yên tâm, chúng ta nhất định chiến đấu đến cùng mà. Có anh ở đây, tin anh đi. Từ Thái Hồng, không sao đâu. Tôi cũng đã từng cầu xin cô trở về bên cạnh tôi và Khả Lạc, nhưng mà cô đã từ bỏ Khả Lạc, bỏ rơi gia đình chúng ta, mà lựa chọn tình yêu của cô. Khả Lạc, nào ba bế đưa con cho hắn đi. Yên tâm, không sao đâu. Khả Lạc nhất định không xảy ra chuyện gì, ngoan đầu. Thái Hồng, tôi nhất định mang Khả Lạc trở về. Em bình tĩnh một chút đi. Thái Hồng à, lần này là mẹ có lỗi với con. Mẹ cũng không mong con có thể tha thứ cho mẹ. Bị Trương Chính Dũng uy hiếp hãm hại, căn bản không phải nguyên nhân mà mẹ muốn buông bỏ Khả Lạc. Mẹ thực sự suy nghĩ cho con đó. Nếu con lấy được quyền giám hộ Khả Lạc, nửa đời sau của con nhất định phải cùng Trương Chính Dũng qua lại không dứt. Con và Đỗ Phàm vừa mới bên nhau, có cuộc sống vui vẻ. Mẹ thực sự không muốn nửa đời sau của con sống trong sự kiểm soát của Trương Chính Dũng. Xin mẹ đừng nói nữa. Mẹ không muốn nửa đời sau của con giống như mẹ, vì con cái mà khổ cả đời, con có hiểu không? Đỗ Phàm ở đây khác. Mẹ biết Đỗ Phàm bây giờ nó có thể tiếp nhận Khả Lạc, nhưng mà sau này nó nghĩ sao? Thật rất khó mà dự đoán. Muốn gì Khả Lạc không phải con ruột của nó. Nếu như con muốn kết hôn cùng với Đỗ Phàm, hai con nhất định sẽ có đứa con thuộc về hai đứa. Như vậy con còn có thể dung đắp hạnh phúc không? Thái Hồng, con có hiểu không? Mẹ thực sự hy vọng con có thể vui vẻ hạnh phúc mà. Mẹ, mẹ căn bản không biết gì hết. Có biết vì sao con lại sinh Khả Lạc ra không?
Bởi vì con ngoài Khả Lạc ra thì không thể có thêm đứa con nào nữa rồi. Con như vậy là có ý gì? Bác sĩ nói với con, nếu như con không sinh Khả Lạc ra, cả đời này con cũng không còn cách nào để làm mẹ. Ý con là gì? Trời ơi, Thái Hồng à, sao con lại đáng thương như vậy chứ? Bác sĩ, tình hình bà nội tôi sao rồi? Bà ấy tuổi đã cao, bà nội cơ thể vốn đã yếu, bây giờ lại bị té ngã, ngã rất nặng nữa, khiến não bộ xuất huyết. Xem ra lần này muốn qua cửa ải này cũng rất khó. Ông là bác sĩ mà, ông nhất định có cách cứu bà ấy, ông mau nghĩ cách đi. Bao nhiêu tiền cũng được, chúng tôi đồng ý hết. Có thể làm chúng tôi đã làm hết rồi. Bây giờ chỉ có thể nghe theo số trời. Cô bây giờ đi xem bà ấy còn tâm nguyện gì chưa làm, thì giúp bà ấy ngoãn nguyện càng tốt. Đi đi. Đi. Bà nội à, mẹ. Bà nội. Mẹ à, tỉnh lại đi. Mẹ. Bà nội. Chị à, chị, bà nội hình như nói gì đó. Bà nội, bà muốn nói gì? Khả Lạc, bà muốn gặp Khả Lạc. Mẹ, Khả Lạc, con xin lỗi mẹ. Khả Lạc không về nữa rồi. Mẹ nói bậy gì vậy? Khả Lạc rõ ràng đang ở nhà rất ngoan mà. Bà nội, bà yên tâm đi. Vài ngày nữa con sẽ bế Khả Lạc đến thăm bà. Khả Lạc, để em gọi điện cho anh Đỗ Phàm. Anh ấy nhất định có cách. Không được gọi. Không ai được nói với Đỗ Phàm chuyện này. Chị sẽ tự nghĩ cách giải quyết. Bà nội bệnh rất nặng. Bác sĩ nói bà bất cứ lúc nào cũng có khả năng nguy hiểm tính mạng. Bây giờ bà rất muốn gặp mặt Khả Lạc. Cầu xin anh cho bà gặp nó một chút có được không? Chính Dũng. Bà nội bất cứ lúc nào cũng có khả năng nguy hiểm tính mạng. Tôi cầu xin anh có được không? Để cho Khả Lạc gặp bà đi có được không? Bây giờ tôi sắp có một bữa yến tiệc rất quan trọng. Hay là cứ như trước đây, cô giúp tôi chọn quần áo, giày và cà vạt, sau đó giúp tôi mặc vào. Tôi sẽ suy nghĩ lại lời thỉnh cầu của cô. Bà nội đợi không nổi nữa rồi, đừng có lãng phí thời gian nữa được không? Phải biết rằng nếu không có sự giúp đỡ của cô thì thời gian lãng phí tôi thay đồ càng lâu hơn. Bà nội vẫn đang ở bệnh viện đợi cô đấy. Có phải tôi giúp anh mặc quần áo, anh sẽ đi bệnh viện cùng với tôi không? Sao động tác lại chậm như vậy? Vậy là đang lãng phí thời gian của cô thôi. Siết chặt như vậy, cô muốn mưu sát chồng mình sao? Anh rốt cuộc muốn thế nào đây mới để tôi đưa Khả Lạc đi gặp bà nội? Thiên hạ không ai cho không ai thứ gì hết. Cô biết tôi muốn gì mà. Đừng nói là để Khả Lạc gặp mặt bà nội, cho dù muốn bên cạnh Khả Lạc đều được hết. Thái Hồng, chỉ cần em cho anh thứ anh cần, cái gì anh cũng đồng ý với em hết. Alo, Thái Hồng, bác sĩ đưa giấy thông báo tình trạng nguy kịch của bà nội con. Con mau trở về đi. Bà nội đang nguy cấp lắm. Xem như tôi cầu xin anh đi có được không? Cầu xin anh. Cầu xin anh, để tôi đưa Khả Lạc đi gặp bà đi. Nhìn một cái thôi có được không? Trương Chính Dũng, Trương Chính Dũng,
Bà nội sắp không còn nữa rồi, anh có biết hay không? Bà nội ngày trước đối với anh tốt như vậy, anh lại ngay cả tâm nguyện cuối cùng của bà cũng không làm cho bà ấy. Con người của anh sao vô tình vô nghĩa vậy? Vô tình vô nghĩa là cô mới đúng. Bà nội thương cô như vậy, cô thay vào đó là để bà ấy rời khỏi thế giới này. Bà cũng không thể hứa với tôi. Tôi không phải không cho cô cơ hội, bà là do cô không biết trân trọng thôi. Cháu gái của bà lại không phải tôi, tại sao tôi phải vì một người không liên quan lãng phí thời gian của tôi chứ? Cô biết rồi, Trương Chính Dũng. Tôi hứa với anh. Giấy thỏa thuận tái hôn, ký ngay đi. Mẹ, bà nội thế nào rồi? Khả Lạc, Khả Lạc à, Trương Chính Dũng. Mọi người lại gặp nhau rồi. Khả Lạc, nào, chúng ta chào bà cố một tiếng đi nào. Bà cố ơi, bà cố ơi, bà nội, bà có nghe thấy không? Khả Lạc à, mẹ, cháu cố. Nhanh, mẹ đi kêu bác sĩ. Được. Bác sĩ, bà nội, bác sĩ, bà nội. Đúng là kỳ tích. Mặc dù chưa qua khỏi nguy hiểm, ý thức chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng mà huyết áp và nhịp tim đã dần dần hồi phục, dấu hiệu sự thống cũng đã dần dần ổn định. Xem ra vẫn nên để bà đây ngày nào cũng được nghe tiếng con cháu. Có thể kỳ tích sẽ xuất hiện đấy. Tốt, tốt rồi. Được, chúng ta đi. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. Bà nội, mẹ. Nếu như Khả Lạc giúp ích cho bệnh tình của bà như vậy, thì phải nên thường xuyên đưa Khả Lạc đến đây để bà vui vẻ rồi, có đúng không? Sức mạnh tình thân quả thật là vĩ đại đấy. Anh thật sự hy vọng bà nội sớm khỏe lại để tham gia hôn lễ của chúng ta. Trương Chính Dũng, ba người ra ngoài hết đi. Tôi muốn để Khả Lạc bên cạnh bà nội. Cái tên khốn nạn này có phải là uy hiếp chị tôi không? Để mặc anh rể tương lai một chút đi. Trương Chính Dũng, cậu đã hứa với tôi, sau khi nhận được quyền giám hộ Khả Lạc, sẽ không làm khó Thái Hồng nữa mà. Tôi có làm khó cô ấy sao? Tôi chỉ muốn cùng cô ấy tái hôn. Tôi không muốn chỉ có Khả Lạc, mà là một gia đình hoàn chỉnh. Thái Hồng đi theo tôi, cô ấy mới có được hạnh phúc thực sự. Cứ coi như tôi cầu xin cậu, cầu xin cậu đấy, có được không? Cậu muốn có được quyền giám hộ của Khả Lạc, tôi đã giúp cậu lấy lại được rồi. Cậu xin cậu buông tha cho Thái Hồng đi được không? Vì đại dân à, tôi vẫn phải cảm tạ hai người đấy. Bởi hôn sự của tôi và Thái Hồng đều do hai người một tay tháo dỡ. Bây giờ lại phải phiền gì? Nắm giữ thật chặt sợi dây tơ hồng. Mẹ vợ tương lai của con, ai là mẹ vợ của cậu chứ? Mẹ à, con nói cho mẹ biết, chị con lần này có thể bị mẹ hại chết rồi. Alo, anh Đỗ Phàm sao? Thái Hồng. Hello.
thấy không? Thấy không? Đỗ Phàm, mới xuất viện chưa lâu sao lại bị thương ở đầu nữa rồi? Cậu nói xem, cậu có cần cái mạng này nữa không? Bác sĩ à, tôi chỉ là cậu không có trách nhiệm với mình thì bác sĩ chúng tôi phải có trách nhiệm với các cậu sao? Cứ ở lại đây làm trị liệu đi. Đi thôi. Có đau không? Không đau. Chuyện nhỏ ấy mà. Phải rồi, bà nội hiện tại sao rồi? Bác sĩ nói bà nội sau khi nghe được tiếng của Khả Lạc thì tính mạng đã có dấu hiệu chuyển hướng tốt lên nhiều, cũng coi như là kỳ tích. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt rồi. Thật ra em thật sự rất muốn hận mẹ em, đã làm biết bao nhiêu việc ngớ ngẩn khiến em phải hứng chịu biết bao nhiêu đau khổ như vậy. Nhưng em vẫn là không có cách nào hận bà ấy được. Mẹ em cũng là bị Trương Chính Dũng gạt thôi, không thể trách bà ấy. Ngồi xuống đây đi. Ôm em được không? Thái Hồng à, anh xin lỗi, đừng nói gì hết. Em chỉ muốn như vậy ở bên anh một lát thôi. Đỗ Phàm, chúng ta chia tay đi. Cái gì chứ? Em nói là Chúng ta hãy chia tay đi. Em nói cái gì vậy? Anh không đồng ý. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Thái Hồng, em đừng có nghĩ dớ dẫn. Anh biết chuyện của bà nội và Khả Lạc rồi, đã gây cho em đả kích lớn chứ anh không thể để em rời xa anh. Em đang nghiêm túc đấy. Em không thể rời xa Khả Lạc được. Em cũng không muốn cứ trơ mắt nhìn bà nội xảy ra chuyện. Trương Chính Dũng uy hiếp em tái hôn, em không đồng ý đó chứ? Em cho anh chút thời gian đi. Em nhất định không được cúi đầu, cũng đừng từ bỏ vụ kiện đầu quyền giám hộ, nhất định có thể xoay chuyển tình thế tốt. Em đừng từ bỏ mà, ngàn dặn lần cũng đừng từ bỏ. Em mệt rồi. Mẹ em nói thật sự không sai chút nào. Chúng ta cứ dây dưa mãi không có điểm dừng như vậy sẽ phá hủy đi cuộc sống của tất cả mọi người. Chuyện này giống như một con dao cùng thái thịt, khiến cho người ta mệt mỏi xả rời. Thái Hồng à, em xin lỗi. Em thật sự không đáng để anh vì em làm nhiều việc như vậy. Em thực sự mệt lắm rồi. Bây giờ em chỉ muốn lặng lẽ ở bên cạnh Khả Lạc. Bây giờ em chỉ muốn nhìn thấy bà nhanh chóng khỏe lại. Em đừng đi. Thái Hồng, em đừng đi. Đừng đi mà. Đừng đi mà. Anh không đồng ý chia tay đâu. Chúng ta sẽ không tính là chia tay. Nhiều như vậy làm sao mà tìm đây? Chẳng khác nào bọt kim đáy bể. Em thật là sai mới ở đây với anh đấy.
Bố già, em nói chuyện anh có phản ứng một cái đi có được không? Kỳ lạ. Chẳng lẽ là có rồi? Có rồi. Ai có rồi? Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Nghĩ đi đâu vậy? Tôi đang nói là chứng cứ đã có rồi. Ai nói là có cái gì? Qua đây xem đi. Chỗ này, chẩn đoán bệnh của Khả Lạc trên đây có ghi đã ăn phải đồ dị ứng mới dẫn đến phản ứng dị ứng. Đồ ăn dị ứng. Em nhớ ra rồi. Chính là lần trước Trương Chính Dũng không muốn để Khả Lạc vào nằm ở phòng khử trùng, Thái Hồng sống chết không đồng ý. Sau đó Khả Lạc liền đột nhiên bị dị ứng. Không có chuyện trùng hợp như vậy, nhất định vẫn còn vấn đề khác. Quan trọng là hiện tại phải tìm được người làm chứng. Việc Trương Chính Dũng cho Khả Lạc ăn đồ ăn bị dị ứng thì tốt rồi. Đúng rồi. Bây giờ nhân vật quan trọng nhất chính là thư ký của hắn John. Chỉ cần tìm ra tên John thì có thể vạch trần được toàn bộ những hành vi phạm tội thương mại của Trương Chính Dũng. Cũng có thể biết được hắn ta vì muốn cướp Khả Lạc đã dở bao nhiêu thủ đoạn bị ổi. Bố của em, anh thật là quá lợi hại. Giống hệt thám tử Sherlock Holmes vậy đó. Suy luận như thần. Bớt nói nhảm đi, nhanh chóng tìm người, mau. Xin chào quan ngân quý khách. Làm phiền cô đưa vị hôn thê của tôi qua bên kia thử váy cưới mà tôi đã đặt thiết kế. Dân, xin mời cô. Đi nào. Cô Từ, váy cưới của cô đây. Thế nào, hài lòng không? Trước đây những thứ mà em từng mơ ước, những thứ mà em từng nói em yêu thích, anh vẫn luôn nhớ rất rõ ràng. Hôm nay anh sẽ vì em thực hiện nguyện vọng năm đó của em. Lấy anh nhé. Để chuẩn bị gả cho anh chưa? Thái Hồng. Thái Hồng, dì biết cháu rất kiên cường. Bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa cũng đều tự mình cháu giải quyết. Sự việc lần trước, dì nghĩ Đỗ Phàm nhất định sẽ đứng về phía cháu, cùng cháu vượt qua cửa ải khó khăn này. Dì à, trước đây dì nói rất đúng. Cháu bên cạnh Đỗ Phàm chỉ khiến anh ấy mệt mỏi thêm. Thái Hồng, dì đã nghe qua Lạp Lạp nói rồi. Dì biết cháu đang tính từ bỏ Đỗ Phàm để tái hôn cùng với Trương Chính Dũng, đúng không? Dì à, Đỗ Phàm rất tốt. Anh ấy thực sự rất tốt. Nhưng bây giờ cháu thực sự ước gì? Cháu ước cháu chưa từng gặp anh ấy. Thái Hồng à, tâm tình và tình trạng hiện nay của cháu dì hiểu rất rõ. Nhưng mà vấn đề này dì vẫn muốn nói với cháu thêm vài điều. Đúng vậy, trước đây dì phản đối hai đứa, phản đối hai đứa yêu nhau. Nhưng bây giờ dì đã nghĩ thông suốt rồi. Đỗ Phàm nó có cuộc sống của nó, quyết định của nó chính là hạnh phúc cuộc đời của nó. Bây giờ dì rất hy vọng hai đứa có thể ở bên nhau. Cháu không phải thấy nó vẫn đang cố gắng nỗ lực làm đến cùng vì cháu sao? Sao cháu lại có thể từ bỏ chứ? Dì biết Trương Chính Dũng đã ra nước cờ cuối cùng, dùng bà nội và Khả Lạc để khống chế cháu. Nhưng tất cả đều không sao cả.
chưa đến cuối cùng thì nhất định vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế mà. Cháu tin dì đi, dì sẽ giúp cháu tìm được chứng cứ mới. Dì à, cảm ơn sự ủng hộ của dì dành cho cháu. Cháu thật sự không thể đem tính mạng của bà nội ra để đặt cược. Cậu tìm ai vậy? Xin chào, nhà của anh Trương Chính Dũng phải không? Tôi đến sửa băng thông rộng. Cậu ấy không có nói với tôi băng thông rộng trong nhà có vấn đề. Cậu có giấy phép hành nghề không? Cô là người mới đến sao? Sao cậu biết? Tôi phụ trách bản băng thông rộng của khu biệt thự này đã nhiều năm lắm rồi. Bảo mẫu trước đây tôi cũng có quen, chưa từng đòi hỏi giấy phép hành nghề, cô biết không? Cô không hiểu sợ ý tôi đúng không? Cô làm lỡ việc sửa chữa băng thông rộng sẽ khiến cô mất bát cơm này đấy, có hiểu chưa? Không thể nói rõ với cô được mà. Cô làm cái gì vậy? Thay giày đi. Cậu thay giày đi đã, phiền phức quá. Tôi nói cô biết đấy, lát nữa tôi kiểm tra băng thông rộng, cô đừng có làm phiền tôi.